Ở đây để test sạc nhanh thì tôi sẽ sử dụng cái cục sạc Xiaomi hỗ trợ Quick Charge 3.0 và dây cáp Aukey. Thì không phải cái dây cáp nào nó cũng hỗ trợ sạc nhanh, chỉ có dây cáp mà hỗ trợ sạc có truyền được cả dữ liệu thì nó mới hỗ trợ sạc nhanh, bởi vì cái chân điều khiển sạc nhanh nó sử dụng hai cái chân của điều khiển dữ liệu. Nó thấy là đẩy lên sạc nhanh thì ở đây có cái đèn xanh ở đây, nghĩa là đang ở trạng thái sạc nhanh. Còn nếu đèn đỏ có nghĩa là chỉ sạc ở cỡ 5V thông thường thôi. Nó đang đẩy vào cỡ khoảng độ gần 18W. 9V và 1,93W. À, xin lỗi, 1,93A. Dòng vỏ sạc vào rất sạc rất là nhanh. Còn trong trường hợp nếu mà củ sạc của bạn không hỗ trợ sạc nhanh hoặc dây cáp bạn không hỗ trợ nhanh thì chúng ta chỉ được một cái đèn báo hiệu là đèn đỏ thôi. Ví dụ tôi sử dụng một cái cáp khác, cáp nhỏ hơn, cáp này thì nó bé hơn, ngoài của Aukey, cái cáp thông thường. Cái này là cáp đi kèm với cả cái Xiaomi Note 5. Xin lỗi, Xiaomi 5S. Chúng ta sẽ xem nó hỗ trợ sạc nhanh không. Cũng đưa nó 1,9V. Thế trong trường hợp một số cái củ sạc mà nó hỗ trợ sạc nhanh kém thì bạn nên rút ra và cắm lại khoảng độ 2 lần nó mới nhận sạc nhanh. Đấy là do cái củ sạc thôi, do cái bóc. Còn đối với nó có hai cổng vào, bây giờ chúng ta thử tiếp với cổng vào micro USB. Xem nó có hỗ trợ sạc nhanh hay không. Tôi sử dụng cái cáp của Xiaomi. Mà đấy, trong trường hợp nó sạc thường thì nó chỉ đỏ cái đèn phía trên này, có nghĩa là sạc vào 5V. Vậy cái cổng micro USB ở đây có vẻ là chỉ sạc được cỡ khoảng độ 7W thôi. 7W thì cái tốc độ này khá là chậm. Ta thử tìm xem một cái cáp sạc khác nó có hỗ trợ sạc nhanh không. Ở đây tôi có tiếp một cái cáp Aukey micro USB. Tôi xem, thay thế cáp xem. Có vẻ cổng micro USB chỉ hỗ trợ sạc thường chăng? Cáp micro USB thì cho cái của Aukey thì cho cái dòng sạc tốt hơn, khoảng độ tầm gần 10W. Tuy nhiên nó chỉ vẫn chỉ là sạc thường thôi. Với cổng sạc nhanh ở đây sẽ là phải cổng Type-C. Đấy là với cái dòng sạc vào của box. Bây giờ chúng ta sẽ test thử xem cái dòng xả ra của box. Thì ở đây nó có hai cổng độc lập. Thì ta xem cái cổng nào hỗ trợ sạc nhanh. Hai cổng, một cổng hỗ trợ sạc thường, một cổng hỗ trợ sạc nhanh. Còn lại cổng bên này là hỗ trợ sạc nhanh. Cổng bên cái đèn xanh ở phía dưới này. Ta sẽ test thử với cả sạc cho máy tính, cho các cái điện thoại mà hỗ trợ sạc nhanh trước. Đây, tôi dùng điện thoại Mi 5S, điện thoại Mi này thì nó hỗ trợ sạc nhanh. Sạc Type-C luôn. Đã sử dụng được cả cáp Aukey micro USB, Aukey Type-C xem. Cáp Aukey thì cái lõi nó to hơn cho nên là cái dẫn điện nó sẽ tốt hơn. Đang hỗ trợ đây là 5V 2,3A và đang là sạc nhanh. Đây Quick Charge 3. Box này hỗ trợ ra Quick Charge 3 cho nên là Quick Charge 3. Bạn thấy ở trên cái biểu tượng của điện thoại này, đây là cái sạc hình tròn, tức là nó đang hỗ trợ sạc nhanh ở đấy. Còn đối với chân sạc bên cạnh, thử xem Đây chỉ là sạc thường. Có vẻ cái G7T này nó không tương thích với cái chân sạc bên cạnh. Và sẽ đổi sang một thiết bị test khác bình thường. Cụ thể không biết là dòng sạc là bao nhiêu. Thiết bị khác 1,25. Dòng sạc hiện tại đã chỉ pin đang đầy nên dòng sạc chỉ 1,25A thôi, không vấn đề gì cả. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ test thử xem là công suất tối đa của bóc này có thể ra là bao nhiêu. Cái cổng sạc thường thì đấy, chúng ta thử xem. Ra test với cả cổng sạc thường trước. Cổng này về lý thuyết có thể ra được 5V 2A, tuy nhiên thực tế thì nó có thể ra cao hơn. Nó ra là cỡ khoảng độ tầm 2,8A đối với cổng này. Còn bây giờ chúng ta sẽ thử cổng Quick Charge xem là nó ra được bao nhiêu ạ. A cỡ khoảng độ tầm 2,9 ấn 5V, 2,9A. Thử xem đối với cả Quick Charge thì xem nó lên được bao nhiêu. Thì test Quick Charge thì chúng ta sử dụng thêm cái trigger nữa. Ta đẩy lên. Nó hỗ trợ Quick Charge 3, tuy nhiên ở đây chúng ta test nhanh thì chúng ta chỉ test được cả Quick Charge 2 thôi. Đây, 9V. Xem lên bao nhiêu ạ. À. 2A 18W. Như vậy nó cỡ khoảng độ tầm 2,1A. 2,1A. Rồi. Bây giờ đến 12V xem là chịu được mấy A. 12V này cỡ khoảng độ tầm 1,5A gì đó. Okay. Như vậy có thể lên đến khoảng độ 1,7A ở 12V, khá là tốt. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi đo nhiễu của cái bóc sạc này. Đây chúng ta sẽ test cái nhiễu của bóc sạc hỗ trợ Quick Charge 3.0 8 pin này ở hai cái chế độ, nhất là chế độ thường và chế độ thứ hai là chế độ mà đang bật sạc nhanh. Không 38 1A, nhiễu rất là thấp. Anh thấy là nó chỉ là cỡ khoảng độ tầm 520mV PVP VMS, chỉ khoảng độ 13mV thôi. Cái cổng sạc của nhận sạc nhanh sử dụng chip IP. Tiếp đến chúng ta thử đến 2A. 2A thì VPP chỉ khoảng độ tầm 70mV, gần 80mV, và VRMS chỉ có khoảng độ tầm 20mV, rất thấp. Rồi bây giờ chúng ta thử test với cả sạc nhanh xem. test sạc nhanh thì đẩy lên khoảng độ 9V hoặc 12V thì xem nhiễu là bao nhiêu. Vậy đầu ra 19V thì cái nhiễu đâu đó nó khoảng độ tầm 30mV. Cái này hoàn toàn không chịu đầu ra Quick Charge. Còn tiếp theo là 12V thì đâu đó nó cỡ khoảng độ tầm 60mV và PPP khoảng độ tầm 200mV. Còn ở 5V thì sao? Đây là 9V. Đây là 5V thì PPP nó rất là thấp. Cho cái sóng cao này cũng dễ nhìn. Thì PPP nó chỉ khoảng 35mV nội và VRMS là 8mV. Thử sang cái cổng sạc thường xem. Cổng sạc thường thì nó đâu đó rơi vào cỡ 104mV và VRMS khoảng độ tầm gần 20mV. Cái tải cỡ khoảng độ gần 1A. Còn ở 5V đối với cổng sạc Quick Charge không dùng trigger. Vừa nãy chúng ta dùng qua trigger có vẻ nó bị ảnh hưởng bởi cái trigger. Vậy VPP nó chỉ cỡ khoảng độ tầm 40mV và VRMS rất là thấp. RMS chỉ cỡ khoảng độ tầm 8 đến 10mV thôi. Thì đây là một cái bóc sạc rất là tốt. Dòng sạc mà cho cái hiệu quả dòng sạc đầu ra rất là cao, nhiễu rất là thấp và cái công suất sạc ra thì thuyết là trong thực tế đo nó có thể lên đến 28W cả hai cổng. Xin mời các bạn đã theo dõi.